Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ bảy ngày 14 tháng 9 năm 2024. Thưa quý vị, hôm nay ngày 14 tháng 9 nhằm ngày 12 tháng 8 âm lịch là ngày giỗ tổ nghề sân khấu. Tối qua tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố phối hợp với Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm Ngày sân khấu Việt Nam với nhiều hoạt động ý nghĩa. Tham dự có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ngày sân khấu Việt Nam không chỉ có ý nghĩa với những người hoạt động nghệ thuật mà còn là dịp thể hiện sự trân trọng của xã hội dành cho các loại hình biểu diễn, một phần đời sống tinh thần của người dân. Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo thành phố đã trao những phần quà tri ân các nghệ sĩ gạo cội đã có nhiều cống hiến cho nghệ thuật sân khấu nước nhà. Với không khí của ngày giỗ tổ nghề năm nay thì chúng tôi rất phấn khởi khi nhìn thấy các sân khấu, các cơ sở về biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố chúng ta cũng đều hân hoan tổ chức ngày giỗ tổ nghề. Mừng cho một năm chúng ta đã có nhiều những cái chuyển biến rất tích cực trong hoạt động học nghệ thuật và cũng hướng về tổ nghề với lòng tri ân và tưởng nhớ sâu sắc. Bên cạnh đó thì các hoạt động học nghệ thuật cũng từ đây đã có thêm nhiều động lực để có thể có thêm những sáng tạo mới trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ trẻ tri ân hướng về những bậc tiền nhân, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn để không ngừng sáng tạo, cống hiến những giá trị văn hóa tốt đẹp. Và sẽ luôn luôn ghi nhớ công ơn của tổ nghiệp, của tất cả các bậc tiền bối đi đằng trước. Xin tổ nghiệp là soi sáng cho mình hát thật hay và cái điều quan trọng là mang nhiều cái giá trị tới với khán giả. Tại chương trình, các nghệ sĩ, những doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa đã chung tay đóng góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh thành miền Bắc để khắc phục hậu quả cơn bão số 3 Yagi với số tiền hơn 2 tỷ đồng và sẽ còn cập nhật. Tập trung thực hiện chỉ thị 23, tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn quận Bình Tân chuyển biến tích cực. Số vụ vi phạm giảm sâu, từ năm 2021 đến năm 2024, quận đã thành lập 7 đoàn thanh tra vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai, trật tự, xây dựng trên địa bàn, đã ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính 98 trường hợp, đến nay đã khắc phục 76 trường hợp và đang tiếp tục xử lý 22 trường hợp. Đây là những báo cáo nổi bật trong buổi làm việc của Đoàn Giám sát Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng với Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân. Bình Tân là quận có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng, diện tích đất nông nghiệp còn nhiều, nhu cầu nhà ở của người dân rất lớn, trong khi diện tích đất có quy hoạch công trình công cộng, công viên cây xanh chưa được đầu tư xây dựng kịp thời, nên người dân có tâm lý tranh thủ sử dụng đất không đúng mục đích để xây dựng nhà ở, nhà cho thuê. Nhiều giải pháp đã được chính quyền áp dụng để thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn. Gửi giấy phép về tận khu phố, để người dân biết công trình nào có giấy phép và công trình nào không có phép để giám sát và phản ánh kịp thời. Quận Bình Tân tăng cường những cái giải pháp mà ứng dụng những công nghệ như là data hoặc là dùng tay cam để kiểm tra, phát hiện và xử lý những cái công trình mà vi phạm. Nếu mà có phản ánh của người dân thì trong vòng 2-4 tiếng là các lực lượng phải xuống lập biên bản kiểm tra xử lý. Và trường hợp mà cán bộ mà không xử lý kịp thời thì sẽ xử lý trách nhiệm. Bên cạnh đó, những cán bộ làm tốt sẽ biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời. Theo lãnh đạo quận Bình Tân, trước thời điểm Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành chỉ thị 23 về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, số vụ vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn trung bình hơn một vụ mỗi ngày. Đến nay số vụ vi phạm giảm sâu, chỉ còn hơn 0,1 vụ mỗi ngày. Quận Bình Tân kiến nghị cấp thẩm quyền cho phép thí điểm thành lập đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc quận quản lý để thuận tiện cho công tác kiểm tra, xử lý công trình vi phạm đất đai trật tự xây dựng. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Thành Kiên đánh giá địa phương đã tập trung chỉ đạo thực hiện chỉ thị 23 để chấn chỉnh trật tự xây dựng trên địa bàn có hiệu quả. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế phải khắc phục, nhất là nâng cao công tác tuyên truyền pháp luật trong xây dựng đất đai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đạt được hiệu quả hơn trong quản lý. Đảng ủy khối Dân chính Đảng Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt triển khai chỉ thị của Bộ Chính trị, kế hoạch của Thành ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy khối về Đại hội Đảng các cấp. Theo đó, việc lựa chọn giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiêu chuẩn cán bộ nêu tại quy định số 89, quy định số 144 của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Phải được cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định nguyên tắc của Đảng, đặc biệt văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải chuyển tải được mục tiêu nhiệm vụ được xác định tại nghị quyết số 24 và nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị,
nghị quyết số 98 của Quốc hội. Về mặt nhân sự, đối với Đảng bộ khối Dân chính Đảng thành phố Hồ Chí Minh, số ủy viên Ban Thường vụ không quá 13 người và có 2 phó bí thư. Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đưa ra thời gian tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp. Theo đó, đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4 năm 2025 và hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2025. Thưa quý vị, mưa lũ trong nhiều ngày qua đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong đó, hệ thống điện lưới cũng chịu nhiều tổn thất nặng nề. Ngay sau khi nước rút, ngành điện lực Lào Cai đã khẩn trương huy động toàn bộ nhân lực vật lực nhằm nỗ lực khắc phục những sự cố điện lưới, nhanh chóng cấp điện trở lại cho người dân khi cơn lũ đã đi qua. Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Lào Cai có hơn 1.400 trạm biến áp bị hư hỏng do mưa lũ, tương đương 150.000 khách hàng bị cắt điện. Khi mưa đã ngớt, quá trình xử lý sự cố đang được khẩn trương triển khai. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình sạt lở rất nguy hiểm, vẫn gây ảnh hưởng rất lớn tới tiến độ thi công. Tới thời điểm hiện tại, nhiều tuyến phố chính trên địa bàn thành phố Lào Cai đã có điện trở lại. Để không bị động trước những diễn biến bất thường của thời tiết trong thời gian tới, ngành điện Lào Cai cũng đã sẵn sàng nhiều phương án chủ động lực lượng thực chiến với phương châm 4 tại chỗ. Hiện nhiều vị trí tại huyện miền núi Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa bị sạt lở ta luy dương do mưa lớn. Nghiêm trọng nhất là điểm sạt lở trên tuyến đường tỉnh lộ 519 với hàng trăm khối đất đá gây mất an toàn giao thông. Mưa to đến rất to vẫn xảy ra trên địa bàn các huyện miền núi, đặc biệt là chiều tối và đêm tiếp tục gây sạt lở. Theo báo cáo nhanh của tỉnh Thanh Hóa, mưa lũ đã gây sạt lở hơn 510 vị trí trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ của Thanh Hóa, làm xói lở gần 1.200 mét bờ sông suối, hàng trăm mét kênh mương bị hư hỏng. Hiện nay, các địa phương vẫn đang tổ chức các đoàn kiểm tra, tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam 1 triệu viên khử khuẩn nước Awatap và 500 túi đựng nước nhằm bảo vệ sức khỏe của hàng trăm ngàn người dân trên khắp các tỉnh của miền Bắc Việt Nam sau sự tàn phá nặng nề của bão Yagi gây ra. WHO cũng đang hợp tác với chính quyền các địa phương và trung ương nhằm giám sát và nỗ lực ngăn chặn các bệnh lây truyền qua thực phẩm, nước và các bệnh truyền nhiễm khác trong những tuần tới và đồng thời tiếp tục hỗ trợ chính phủ huy động thêm các nguồn lực cần thiết. Hôm qua ngày thứ tư sau vụ lũ quét thôn Làng Nũ, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, công tác tìm kiếm người mất tích vẫn được triển khai tích cực. Cùng với đó, có 11 trường hợp người dân Làng Nũ được xác định trong danh sách mất tích đã được tìm thấy và trở về. Như vậy, số người chết được xác định đến chiều ngày hôm qua là 48 người, số người an toàn là 57 người và còn 36 trường hợp mất tích. Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh huyện Bảo Yên Trần Trọng Thông cho biết, huyện đã triển khai việc xác định vị trí tái thiết khu vực Làng Nũ, đảm bảo an toàn tránh nguy cơ sạt lở, lũ quét để bà con nhân dân sớm ổn định lại đời sống. Từ chiều ngày 12 tháng 9, huyện đã giao cho các cơ quan chức năng tư vấn xuống để đo đạc khảo sát, xác định các vị trí để tái thiết, xây dựng các căn nhà tạm giúp cho bà con có chỗ ở trước mắt. Tại một số xã được coi là rốn lũ của Hà Nội, tình trạng ngập lụt vẫn còn nghiêm trọng. Với tinh thần tương thân tương ái, người dân và chính quyền nơi đây luôn cùng chung tay chia sẻ, giúp đỡ nhau để vượt qua khó khăn, ghi nhận của phóng viên HTV tại Hà Nội. Tuy ở gần khu vực ngập lụt, nhưng nằm ở vị trí cao, hiếm khi bị ngập, nên sân nhà bà Nguyễn Thị Xuân ở xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ trở thành nơi gửi xe máy của những người dân xung quanh. Khoảng sân 220m2 với sức chứa hơn 150 xe máy, gần như kín chỗ, chỉ còn lối đi nhỏ cho gia đình. Trong những ngày lũ lụt thì ông bà với anh chị ở đây rất tốt, thì luôn mở cửa 24/24 để cho người dân ngập lụt ở đây gửi xe ạ. Thì gửi thoải mái, hàng tháng tôi cho gửi, không có ngại cái chuyện ý. Thế thôi chứ chả có nghĩ là lấy tiền hay là gì cứ giúp người ta thôi. Ngoài những người đi sơ tán tại gia đình người thân, số người còn lại được chính quyền địa phương bố trí mọi điều kiện về cơ sở vật chất để di dời. Tại ban chỉ huy quân sự của xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, có 5 phòng với đủ tiện nghi cơ bản được dành để đón người dân. Cung cấp các nhu yếu phẩm trước mắt. Thế và đối với các hộ trong khu dân cư thì chúng tôi cũng tổ chức các đoàn đi đến thăm hỏi, động viên và cũng là gửi cấp phát những cái hàng cứu trợ, quà cứu trợ cho bà con. Phòng chống lũ lụt cũng như để làm sao đó đảm bảo được cái việc di dân, lấy cái vấn đề đời sống
mà tính mạng của người dân là trên hết và trước hết, cũng như là đảm bảo chăm lo cho cái đời sống của nhân dân khi mà phải di dời. Do đặc điểm của địa hình, dự báo tình hình ngập úng ở một số xã huyện Chương Mỹ, Hà Nội còn kéo dài, những nghĩa cử cao đẹp đã góp phần giúp người dân và chính quyền nơi đây vượt qua những khó khăn ban đầu. Mực nước sông Hồng dâng cao đã nhấn chìm nhiều vườn quốc cảnh ngoài bãi sông Hồng thuộc phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Mùa quốc năm nay rất có thể nhiều người sẽ rơi vào cảnh trắng tay. Đối với nhiều hộ dân trồng quất tại vùng đất Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội, mùa quất năm nay coi như là mất trắng sau một trận ngập lịch sử mà theo chia sẻ của họ là phải mấy chục năm nay họ mới gặp phải. Câu chuyện của những người trồng quất tại đây không chỉ là thiệt hại về kinh tế của mùa quất năm nay, mà đó còn là bài toán về khắc phục tìm kiếm giống cây trồng để phục vụ các mùa quất năm sau. Anh Đức vẫn chưa tin được, vườn quất với gần 400 cây mà anh tâm huyết trồng và tạo thế một năm qua lại bị hư hại đến 80% chỉ sau một trận mưa lũ. Dù đã có sự chuẩn bị, thế nhưng bất cứ ai trong vùng trồng quất này đều không thể hình dung được mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của cơn bão. Mực nước ngập từ 1,2 đến 2,2 mét đã khiến thiệt hại của vườn vào khoảng 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Tôi đã kê lên ở đây là hơn 1 mét nữa rồi, cũng không thể chạy được, nước quá nhanh. Cây mà đã bị ngập nước, nó ngập đến đâu thì hẳn được hầu như hỏng đến đấy. Nó do mất cái diệp lục của lá và nó mất cái tinh dầu của cái quả. Bây giờ cái cách khắc phục thì chỉ là làm sao mà cố gắng cứu được cái cây thôi, để có giống năm sau. Còn nước còn tát, ông Phạm Hữu Hòa với gần 30 năm gắn bó với nghề trồng quất ở mảnh đất Tứ Liên này vẫn còn bần thần khi nhìn vào vườn cây. Khoảng 1.000 gốc quất ở hai vườn được ông và mọi người trong nhà vườn này chăm sóc cẩn thận, chỉ chờ ngày thu hoạch. Thế nhưng đến nay chỉ còn lại một nửa. Đối với cái giống về cái quất cảnh Tứ Liên, đây là một cái giống quất rất là đặc biệt. Thì cái đấy nó cũng là một cái việc mà nó cũng không chỉ năm nay mà cũng lại chuẩn bị cho cái nguồn giống cho những năm sau. Cũng phải vài ba năm nữa thì mới có thể mới quay trở lại được đối với như là cái sản lượng như năm nay. Hiện quận Tây Hồ đã có kế hoạch xây dựng phương án hỗ trợ sản xuất đáp ứng trước mắt trong năm nay, phần nào giúp cho người dân trồng quất khắc phục thiệt hại sau cơn bão. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cập nhật lúc rạng sáng nay, mực nước nhiều trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng, Thái Bình có xu thế xuống chậm trong 24 giờ tới, có mức cao từ báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên mức báo động 3 và xuống chậm. Quá trình thoát lũ, giảm lũ trên hệ thống sông Hồng có khả năng diễn ra chậm nên tình trạng ngập còn diễn ra nhiều ngày tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam và Hải Dương. Với diễn biến mưa giảm được dự báo trong những ngày tới thì tình trạng ngập ở vùng trũng thấp ven sông sẽ dần được cải thiện. Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra sạt lở đất vẫn còn trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, dù mưa đã giảm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 3. Chuyển sang phần tin thế giới, chiều ngày 13 tháng 9, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết 49 công dân nước này vừa được trả tự do trong cuộc trao đổi tù nhân mới nhất với Nga do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE làm trung gian. Theo thông báo của ông Zelensky, những người được trả về bao gồm 7 dân thường, các quân nhân từ lực lượng vũ trang, vệ binh quốc gia, cảnh sát quốc gia và lực lượng biên phòng Ukraine. Một phần trong số những người được trao đổi là các binh sĩ bảo vệ nhà máy thép Azovstal, thành trì cuối cùng của quân đội Ukraine ở Mariupol trước khi nơi này bị Nga kiểm soát hoàn toàn. Cuộc trao đổi tù nhân mới nhất này là cuộc trao đổi tù nhân lần thứ 56 kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Đến nay, đã có 3.569 người Ukraine được trả tự do. Trong khuôn khổ cuộc tập trận tham mưu và chỉ huy mang tên Ocean 2024, các tàu thuộc hạm đội phương Bắc của Nga đã bắn trúng các mục tiêu giả định trên biển Barents từ cách xa hàng trăm km. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hạm đội của họ đã thực hiện bắn tên lửa hành trình nhằm vào các mục tiêu ở biển Barents. Các cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa chống hạm Vulcan và Onyx ở tầm bắn lần lượt là 200 và 180 km. Bộ Quốc phòng cho biết tất cả các mục tiêu đã bị bắn trúng. Cuộc tập trận diễn ra với sự tham gia của các tàu thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga và Hải quân Trung Quốc. Tại đây, tàu chiến của hai nước đang tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật chống mục tiêu trên biển và trên không tại Thái Bình Dương.
Cuộc tập trận Ocean 2024 có sự tham gia của 90.000 binh sĩ cùng hàng trăm tàu chiến, máy bay chiến đấu nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị quân đội Nga và khả năng phối hợp tác chiến với quân đội Trung Quốc. Đức và Litva đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng cho phép triển khai binh sĩ Đức tại quốc gia Baltic này. Thỏa thuận nhằm củng cố sự hiện diện quân sự của NATO tại khu vực sườn phía đông. Lễ ký kết được tổ chức tại thủ đô Berlin của Đức dưới sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà và người đồng cấp Litva. Theo thỏa thuận, binh sĩ Đức sẽ được phép đồn trú tại Litva với số lượng tăng dần lên tới 4.000 binh sĩ, tương đương cấp lữ đoàn vào cuối năm 2027. Phát biểu sau lễ ký, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết các khoản chi phí để thành lập đơn vị mới này sẽ rơi vào khoảng 4-6 tỷ euro, trong khi phí duy trì hàng năm là gần 1 tỷ euro. Ông cũng cho biết sẽ có khoảng 500 quân nhân Đức có mặt tại Litva vào năm sau. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Laurinas Kasionas khẳng định sẽ cung cấp cho các binh sĩ Đức cùng gia đình của họ những điều kiện sống và luyện tập tốt nhất. Căn cứ đồn trú cho các binh sĩ Đức được đặt tại khu vực Runinkai, phía nam thủ đô Vilnius của Litva, và các hoạt động xây dựng đầu tiên đã được triển khai từ đầu mùa hè này. Thưa quý vị, hơn 67 triệu người dân Mỹ đã theo dõi cuộc tranh luận trực tiếp hôm ngày 10 tháng 9 giữa Phó Tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Sự kiện là cột mốc quan trọng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 và cũng là chủ đề của chuyên mục Nhìn ra thế giới lần này. Mời quý vị theo dõi qua phần trình bày của biên tập viên Đồng Linh. Thưa quý vị, cuộc tranh luận hôm 10 tháng 9 là cuộc chạm trán trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống kể từ khi Phó Tổng thống Harris thay thế Tổng thống Biden ra tranh cử hồi tháng 7. Cuộc tranh luận đã thu hút 67,1 triệu người theo dõi, nhiều hơn 31% số người xem cuộc tranh luận giữa Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump hồi tháng 6. Sự kiện đã khiến ông Biden sau đó phải dừng tranh cử. Theo hầu hết các cuộc khảo sát, bà Harris được cho là đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận với ông Trump. Theo hãng tin tức CNN, 63% cho rằng bà Harris đã làm tốt hơn, trong khi số người ủng hộ ông Trump chỉ là 37%. Rõ ràng là mọi người đều đang mong đợi sau cuộc tranh luận để xem các cuộc thăm dò sẽ đi đến đâu. Và những gì chúng ta đang thấy ngay bây giờ là rất nhiều sự ổn định. Chúng ta thấy ở cấp độ quốc gia, bà Harris đang dẫn trước ông Trump. Nhưng về những vấn đề cơ bản quan trọng như nền kinh tế và lạm phát, ông Trump cuối cùng vẫn dẫn trước. Vì vậy, thực sự là bà Harris bước ra khỏi cuộc tranh luận với rất nhiều năng lượng. Bà ấy thì kiện tốt dựa trên nhiều cuộc thăm dò hiện có, nhưng cuối cùng, ông Trump vẫn đang nắm giữ những nguyên tắc cơ bản quan trọng khác. Ông Donald Trump đã để lại cho chúng ta tình trạng thất nghiệp tồi tệ nhất kể từ cuộc đại suy thoái. Ông ấy đã để lại cho chúng ta đại dịch sức khỏe cộng đồng tồi tệ nhất trong một thế kỷ. Ông ấy cũng đã để lại cho chúng ta cuộc tấn công tồi tệ nhất vào nền dân chủ kể từ nội chiến. Bà ấy đã cải thiện số phiếu của mình ở vị trí dẫn trước khoảng một điểm, đó là trong biên độ sai số. Ở cấp độ quốc gia, bà ấy đang dẫn đầu, nhưng mọi thứ thực sự không thay đổi nhiều lắm. Tôi không phải là ông Joe Biden, và tôi chắc chắn cũng không phải là ông Donald Trump. Và những gì tôi cung cấp là một thế hệ lãnh đạo mới cho đất nước chúng ta. Theo tôi, mục tiêu số một của bà Harris khi tham gia tranh luận đó là thể hiện năng lực của bà ở vai trò tổng thống, một chính khách. Và bà đã làm được điều đó. Có một sự tương phản lớn khi bạn xem xét các cuộc thăm dò ý kiến, không chỉ cuộc thăm dò của riêng hãng tin Reuters, mà còn nói chung. Có một câu chuyện ở đó về cơ bản nói rằng bà Harris giống như một chính khách, còn ông Trump thì không. Bà ấy muốn thuyết phục những người chưa quyết định. Họ là một nhóm nhỏ cử tri chiếm từ 5 đến 7%. Bà ấy muốn họ dừng lại, có thời gian để suy nghĩ và nghĩ về việc họ sẽ bỏ phiếu như thế nào. Theo cuộc thăm dò của Reuters này, hoặc nói chung, bà ấy có thể đã làm được điều đó. Chúng ta có hàng triệu người đổ vào đất nước từ các nhà tù và trại giam, từ các viện tâm thần và trại thương điên. Họ đang đến và họ đang đảm nhiệm những công việc đang do người Mỹ gốc Phi và người gốc Tây Ban Nha đảm nhiệm. Đó không phải là một cuộc tranh luận tốt đối với ông Trump. Ông ấy đã không đạt được những bước tiến trong các chủ đề mà ông vẫn luôn dẫn đầu, đó là về lạm phát và nhập cư. Điều đó rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng tối nay bạn đã nghe thấy hai tầm nhìn rất khác nhau cho đất nước chúng ta. Một tầm nhìn tập trung vào tương lai và một tầm nhìn tập trung vào quá khứ và cố gắng đưa chúng ta trở lại quá khứ.
nhưng chúng ta sẽ không quay lại. Các cuộc bầu cử là về sự tương phản, chúng là về các lựa chọn và thiết lập sự lựa chọn giữa một ứng cử viên rất có năng lực, nhanh nhẹn, trẻ hơn so với một ứng cử viên bị nghi ngờ bởi nhiều câu hỏi. Đó không phải là điều tốt cho phe Trump. Ông Donald Trump đã đích thân lựa chọn 3 thành viên của Tòa án tối cao Mỹ với mục đích là họ sẽ hủy bỏ các biện pháp bảo vệ cho quyền phá thai. Họ đã làm chính xác như ông ta muốn, và bây giờ, tại hơn 20 tiểu bang có lệnh cấm phá thai của ông Trump. Chúng ta có một sự bất đồng nhất định trong các chỉ số ngay lúc này. Một mặt, chúng ta có các cuộc thăm dò vẫn cho thấy bà Harris đang mạnh mẽ, cho dù đó là cấp độ quốc gia hay cấp tiểu bang so với ông Biden. Mặt khác, chúng ta có những yếu tố cơ bản như đến cái tiến nơi ông Trump đang chiếm ưu thế. Đó là những tín hiệu phân kỳ. Và vì vậy, tôi nghĩ rằng chỉ cần nhìn về phía trước, chúng ta sẽ phải cẩn thận và đánh giá cả hai. Khép lại buổi tranh luận trực tiếp, hai ứng cử viên tổng thống đã tiếp tục tham dự các sự kiện vận động tranh cử riêng biệt ở các thành phố. Họ tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của cử tri, cũng như đưa ra đánh giá của mình về đối thủ. Tại North Carolina, ứng cử viên đảng Dân Chủ Harris sử dụng các cuộc meeting ở Charlotte và Greensboro để kêu gọi sự ủng hộ của những người theo phe Cộng Hòa đã chuyển hướng sang ủng hộ bà. Địa trình của bà Harris lựa chọn đầu tiên sau buổi tranh luận trực tiếp là tại North Carolina, bang mà ông Trump đã chiến thắng 2 lần. Chiến dịch tranh cử của bà đã sử dụng những video khoảnh khắc quan trọng của cuộc tranh luận để thu hút cử tri. Dù vậy, bà vẫn tỏ ra thận trọng khi tự gọi mình là kẻ yếu thế và nêu rõ những rủi ro. Bà đổ lỗi cho ông Trump về quyết định của tòa án tối cao chấm dứt quyền phá thai của phụ nữ theo luật liên bang, mở đường cho các tiểu bang do đảng Cộng Hòa lãnh đạo, vốn lâu nay hạn chế nghiêm ngặt hoặc cấm thủ thuật này. Cách tiếp cận của bà Harris ở Charlotte và Greensboro được đánh giá đang theo con đường kích thích và tổ chức cơ sở dân chủ đa dạng, đặc biệt là thế hệ trẻ, cử tri da màu và phụ nữ, đồng thời thuyết phục những người Cộng Hòa ôn hòa không thích ông Trump rằng họ nên thoải mái với bà dù có một số bất đồng về chính sách. Đây là cách thức mà ông Biden đã sử dụng để đánh bại ông Trump 4 năm trước, lật ngược các tiểu bang theo truyền thống thiên về phe Cộng Hòa như Arizona, Georgia và thu hẹp khoảng cách ở North Carolina. Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump sớm có mặt ở bang Arizona để củng cố sự ủng hộ của mình tại một tiểu bang chiến trường quan trọng. Ông Trump ví Phó Tổng thống Kamala Harris như một võ sĩ quyền Anh đã thua cuộc. Ông nói rằng, vì chúng tôi đã có 2 cuộc tranh luận và vì chúng thành công nên sẽ không có cuộc tranh luận thứ 3. Ông khẳng định với tư cách là Tổng thống, ông sẽ tìm cách chấm dứt thuế đối với tiền lương làm thêm giờ. Đây là đề xuất mới nhất của ông đối với các cử tri thuộc tầng lớp lao động mà ông đang trông cậy để đưa ông trở lại Nhà Trắng. Ông Trump cũng đã cam kết chấm dứt thuế đối với tiền lương và tiền lương an sinh xã hội. Việc chiến thắng tranh luận không đồng nghĩa sẽ chiến thắng cuộc bầu cử. Đài CNN bình luận, mặc dù bà Harris thể hiện tốt hơn ông Trump trong cuộc tranh luận tối ngày 10 tháng 9, nhưng không có gì đảm bảo điều đó sẽ định hình cuộc bầu cử. Ngay cả khi ông Trump thua trong cuộc tranh luận, ứng viên này vẫn có lợi thế về 2 vấn đề hàng đầu trong cuộc bầu cử, kinh tế và nhập cư. Với nhiều cử tri vẫn đang chờ đợi những lợi ích từ sự phục hồi kinh tế Mỹ sau đại dịch COVID-19, bất kỳ cuộc tranh luận nào lúc này cũng sẽ khó trở thành yếu tố quyết định đối với lá phiếu của họ. Và những thông điệp của ông Trump về vấn đề nhập cư và tội phạm vẫn có sức thuyết phục mạnh mẽ với nhiều cử tri. Đến đây thì thời lượng cho chuyên mục Nhìn ra thế giới đã hết. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về diễn biến của bầu cử Mỹ trong những chương trình tiếp theo. Mời quý vị đón theo dõi. Thưa quý vị, Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam, Foodbank Việt Nam và các đối tác tổ chức buổi ra mắt chiến dịch hỗ trợ thực phẩm khẩn cấp SOS Food nhằm hỗ trợ kịp thời các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai và người yếu thế trên toàn quốc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự án thực phẩm khẩn cấp SOS Food là sáng kiến của mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam, nhận được sự bảo trợ từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Dự án tập trung vào việc kết nối các nhà sản xuất thực phẩm lớn với các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ để cung cấp các túi thực phẩm cứu trợ đạt tiêu chuẩn về dinh dưỡng và chất lượng,
Mỗi túi thực phẩm bao gồm các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì gói, nước uống, đồ hộp, lương khô và các sản phẩm bổ sung vitamin. Bên cạnh đó, SOS Food cũng đã triển khai nhiều mô hình túi thùng thực phẩm cố định nhằm hỗ trợ dài hạn cho các nhóm đối tượng yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật và hộ gia đình có thu nhập thấp. Những túi thực phẩm này sẽ giúp duy trì dinh dưỡng hàng ngày, góp phần ổn định cuộc sống sau khi bão lũ đi qua. Do tính khẩn cấp của chương trình trước khi chính thức diễn ra sự kiện ra mắt chiến dịch, hàng tấn thực phẩm đã được lần lượt vận chuyển ra các tỉnh miền Bắc từ đêm ngày 11 tháng 9. Trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt hôm qua, triển lãm Hoa Lan Nghệ Thuật vừa khai mạc mở ra cơ hội kết nối trực tiếp Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh trong tiêu thụ và xuất khẩu hoa lan công nghệ cao. Triển lãm có 10 tác phẩm hoa lan nghệ thuật được trưng bày đến ngày 15 tháng 9 tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh thưởng thức các tác phẩm hoa lan nghệ thuật, khách tham quan còn được hướng dẫn sơn hoa lan hồ điệp, ghép hoa lan hồ điệp với gỗ lũa, thiết kế trang sức với hoa hồ điệp. Tất cả các địa danh đều quy tụ lên một cái tác phẩm và bên cạnh đó là có một hình ảnh con bạch long nó uốn lượn quanh thành phố, cũng giống như là cho thành phố mình nó phát triển đi lên. Đây là một cái sân chơi để cho mọi người thi thố tài năng và mọi người trình diễn được cái tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất và tâm đắc nhất của tất cả các shop hoa. Tại lễ khai mạc, Hiệp hội Hoa Đà Lạt cũng đã ký kết các hợp đồng tiêu thụ hoa Tết và hợp đồng ghi nhớ tiêu thụ hoa định kỳ năm 2025 giữa các doanh nghiệp hai địa phương với tổng giá trị hơn 36,8 tỷ đồng. Chương trình tọa đàm cũng mở ra nhiều cơ hội tìm hiểu thị trường, kết nối xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Trung Quốc. Hàng năm thì Hiệp hội có những hoạt động như là giao thương gặp gỡ và tham quan thực tế ở trên Lâm Đồng cũng như là đi khảo sát các chợ hoa đầu mối. Thông qua những hoạt động này thì đã có sự gắn kết hơn và tin tưởng nhau hơn. Và chúng ta đã biết là cái sản lượng hoa của Đà Lạt thì một năm là 4 tỷ cành hoa và 600 triệu chậu. Thì trong đó cái tỷ lệ mà xuất khẩu là khoảng tầm 10%. Còn 90% tiêu thụ nội địa thì về thành phố Hồ Chí Minh là khoảng tầm 60%. Và từ đây thì đã là phân bổ đi các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Hiệp hội Hoa Đà Lạt cũng đã khởi động chương trình vận động ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Ngay trong ngày đầu tiên của triển lãm Hoa Lan Nghệ Thuật đã nhận được hơn 100 triệu đồng. Quỹ sẽ được công bố và chuyển đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong ngày bế mạc triển lãm. Sau hơn một tuần được chuyển đến các trung tâm bảo trợ trẻ em trên địa bàn thành phố để chăm sóc, tinh thần của các trẻ từng ở mái ấm hoa hồng đang dần ổn định. Hiện các em đang ở trong giai đoạn cách ly phòng bệnh và sẽ được hòa nhập với các trẻ khác tại trung tâm sau khi hoàn tất giai đoạn cách ly. Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình tại phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức đã tiếp nhận 32 trẻ từ mái ấm hoa hồng, trong đó có 26 trẻ dưới 5 tuổi. Được chăm sóc nuôi dưỡng tận tình, tinh thần các bé dần phục hồi. Hiện các trẻ đều thoải mái vui đùa và ánh mắt đầy sự lạc quan. Các bé bước đầu về là có một số bé nó thay đổi thời tiết, là các bé bị sổ mũi ho. Và có một bé là biểu hiện da của bé là bị viêm da, thì các bác sĩ, đồng ý y tế, bác sĩ ở đây đã thăm khám, cho uống thuốc và hình chung là các bé đã ổn định. Đang phòng chống dịch bệnh sởi đó, nên mình cũng phải cách ly riêng. Nên là các bé cũng chưa có hòa nhập chung với lại các cái sinh hoạt của các bé tại trung tâm. Thì sau khi cách ly thì mình sẽ phân bổ các bé về các khoa phù hợp với độ tuổi. Địa phương là quận 12 đó thì cũng lên thăm, bổ túc hồ sơ rất là đầy đủ. Rồi ngoài ra thì y tế dự phòng thành phố cũng đến để tiêm ngừa cho các bé. Tại làng thiếu niên Thủ Đức, thành phố Thủ Đức, đây là nơi tiếp nhận 37 trẻ từ mái ấm hoa hồng, 25 nam, 12 nữ, độ tuổi dưới 4. Tinh thần các bé được ghi nhận có nhiều cải thiện. Thì chúng tôi đã là huy động cái lực lượng là viên chức người lao động đối với những cái cô mà có nhiều kinh nghiệm nhất trong cái công tác chăm sóc trẻ. Mỗi cá như vậy là có như 6 cô, các cái ngày sau thì bắt đầu trẻ nó quen dần, vui chơi hòa nhập của trẻ trong cái phòng, nhìn qua thì thấy cái sắc diện của trẻ nó tươi tắn hơn. Đại diện trung tâm cũng cho biết hồ sơ thông tin cá nhân của các trẻ vẫn còn thiếu. Trung tâm tổ chức quản lý chăm sóc theo số thứ tự, đều số để phân biệt và thực hiện tiêm phòng. Làng thiếu niên Thủ Đức đang chờ đợi thông tin từ các cơ quan chức năng để rà soát tên tuổi, tiến đến đăng ký giấy tờ tùy thân cho trẻ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt.